Chuyện ngôn tình ám dục tập 41 chương 134 thân tâm hợp nhất. Hít sâu một cái mới phát hiện ra bản thân lại hồi hộp như vậy. Hai tay Dung Ân lại lần nữa vỗ vỗ trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô mang dép đi đến cửa phòng tắm, vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy trước mặt mình bị che lấp bởi một bức tường màu đồng cổ. Dung Ân giật bắn người, nâng tầm mắt rơi xuống giữa xương quai xanh người đàn ông. Cô không tiếp tục ngẩng lên mà chậm rãi nhìn xuống dưới, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng, bụng dưới còn có. Mặt nóng lên tức thì. Sao anh không mặc quần áo? Em tắm rửa thì thích mặc quần áo sao? Sau lưng Nam Dạ Tước, quần áo quăng lung tung dưới sàn nhà, quần lót màu đen thì bị đá xuống bên chân. Anh đứng chặn trước cửa, càng làm cho Dung Ân khó rời đi nửa bước. Người đàn ông chính là muốn cho cô xem thử, dục vọng trong anh đã bị khơi dậy. Vào trong đi. Nam Dạ Tước kéo cô ra khỏi phòng tắm trước, khom lưng nhặt hết quần áo của anh lên. Dung Ân ngồi trên mép giường sấy khô đầu tóc, hơi gió ấm thổi bên tai vù vù, vừa nhột lại vừa khó chịu. Lúc người đàn ông đi ra so với lúc đi vào đã đàng hoàng hơn nhiều, đang cuốn khăn tắm nhưng vẫn để lộ ra hình ảnh như ẩn như hiện. Thật ra Dung Ân đã nhìn quen, chỉ là từ trong đáy lòng đã cho rằng lần này và những lần trước đều không giống nhau. Nam Dạ Tước thì ngược lại, sắc mặt tự nhiên, thân thể cao ráo dựa trên giường, đầu thì gối trên đùi Dung Ân. Cô đang sấy tóc cho anh, những ngón tay thon dài trắng nõn xuyên qua những sợi tóc đen nhánh của người đàn ông. Nam Dạ Tước nghiêng người, cánh tay giữa lúc bất chi bất giác liền vòng qua giữ lấy eo Dung Ân. Ngón tay vuốt xuôi theo mái tóc anh vài cái. Xong rồi, đôi mắt Nam Dạ Tước trước đó nhắm nghiền liền mở ra, ham muốn bên trong đã dạo dực như thiêu đốt. Anh chế trụ eo Dung Ân, kéo cô lên giường. Cô không mặc đồ ngủ mà chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, chỉ cần cởi bỏ dây lưng là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong không sót lại cái gì. Kìa, tắt đèn đi. Nam Dạ Tước ngẩng đầu đang vùi trong cổ cô lên, bên miệng nâng lên đầy mê hoặc. Mặt của anh có khó nhìn đến mức không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy không? Dung Ân nằm ngửa nửa người trên chiếc giường lớn, mái tóc xõa được đè dưới cơ thể. Không phải là em sẽ không được tự nhiên. Bàn tay Nam Dạ Tước nắm lấy ngón tay của cô, đem hai tay của cô áp lên đỉnh đầu. Nhưng mà anh muốn yêu em như vậy, xem em đang nở rộ dưới thân anh rốt cuộc là bộ dạng như thế nào. Hai mắt người đàn ông tản ra ánh sáng rực rỡ. Trong tình cảm xúc phức tạp của mình, đầu ngón tay anh ở trên hông Dung Ân xoa thành vòng tròn, khiến cho cả thân dưới rùng mình mà run lên. Anh là cái đồ không đứng đắn. Cô mắng anh, trong miệng lại mỉm cười, cũng không biết là bị chọc cười hay là cái gì nữa. Cánh tay khác của Nam Dạ Tước đi vào giữa chân cô, ngón tay theo đó xâm nhập vào. Dung Ân chỉ nghe thấy hơi thở vùi trên cần cổ càng trở nên nặng nề, thở gấp gáp, hình như là vật gì đó buộc quá chặt, sắp nổ tung. Người đàn ông chậm rãi động đậy vài cái, rút ngón tay ra, nụ cười nơi khóe mắt cố ý kéo giãn, cánh môi cong lên nghiêng một bên. Dung Ân giống như dự liệu trước được miệng anh sẽ nói ra những lời không đàng hoàng, vội vàng bịt miệng anh, cả khuôn mặt ửng đỏ. Nam Dạ Tước cắn nhẹ lòng bàn tay cô, Dung Ân thấy nhột buông ra. Ân Ân, nhìn này, em động tình rồi. Anh đưa ngón tay giơ lên trước mặt Dung Ân. Anh vẫn còn nể mặt cô, đã đổi lấy một từ nho nhã như vậy để mà hình dung. Dung Ân dứt khoát đưa tầm mắt ra, Nam Dạ Tước quay mặt của cô lại. Lúc anh hôn môi cô, anh luôn không để cho cô né tránh. Bàn tay người đàn ông xuyên qua eo cô, đặt tại mông cô để cho cô càng dính sát lại gần mình hơn. Ân Ân, ôm chặt lấy anh đi. Hai tay Dung Ân ôm cổ anh. Lúc anh đi vào, bởi vì phấn khích cho nên
lấp đầy vô cùng. Mỗi một nơi, mỗi một điểm ma sát đều là sự giao hợp vào tận nơi sâu trong tâm hồn. Cô thử tiếp nhận anh, Dung Ân có thể cảm giác được sự run rẩy của người đàn ông. Sự run rẩy đó vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, khiến cô dường như kêu lên thành tiếng. Người đàn ông luật động, lồng ngực áp xuống. Dung Ân chỉ cần mở mắt là có thể trông thấy vết sẹo lớn bằng ngón tay cái đó. Nó đã được khắc lên người nam dạng tước. Cô chỉ cần đối diện với anh thì không thể không cùng đối diện với nó. Hai tay cô vòng qua sau lưng người đàn ông, 10 ngón tay đan chặt. Lúc ưỡn người lên, những sợi tóc sau lưng cũng theo đó mà nhẹ tung. Dung Ân vùi mặt vào trước ngực nam dạ tước, môi trái tim khẽ mở, đầu lưỡi hôn lấy miệng vết thương dữ tợn kia. Một cơn nóng hổi xé ra thịt đi thẳng vào tim. Hai tay người đàn ông chống bên hông Dung Ân, động tác anh dừng lại, da thịt trước ngực căng lên. Cái đầu nho nhỏ đang căng lên trước ngực anh, cũng không biết là một động tác vô ý của cô, đều là châm ngòi thổi lửa. Nơi cổ họng nam dạ tước thoát ra tiếng gầm nhẹ, ôm Dung Ân trực tiếp đè lên trên giường. Ga giường dưới thân bị vặn ra từng nếp gấp vặn vẹo bất quy tắc. Anh phát giác ngực chó có chút đau. Hàm răng bén nhọn của Dung Ân cắn nhẹ một cái vào trước ngực anh. Lúc ngẩng đầu lên, bóng đen trên đỉnh đầu áp xuống, bị người đàn ông đè xuống, đoạt lấy hơi thở. Nhẹ một chút có được không? Không được. Hai tay nam dạ tước bóp chặt bên đùi Dung Ân, ép mở hai bên, anh dường như không hoàn toàn. Cho đến khi qua một lúc lâu sau, cô thấy người đàn ông bên trên trước sau không nhúc nhích, lúc này mới đẩy nhẹ một chút. Nam dạ tước lùi ra, xoay người nằm vật xuống bên cạnh Dung Ân, đôi mắt nhắm chặt, ngay cả toàn bộ gương mặt tuấn tú đều cảm giác như đang căng ra. Cô cũng thấy toàn thân dường như rã rời, nằm đó không thể nhúc nhích. Ga giường dưới thân đã thành một mảnh bừa bãi, ai cũng không còn sức đâu mà để ý đến nó. Sau khi nam dạ tước lấy lại hơi thở, mới đưa một cánh tay khoác ngang eo Dung Ân, anh kéo cô lại hướng mình, đôi mắt quyến rũ lúc này mới mở ra. Có thoải mái không? Dung Ân quay mặt đi, lượm chiếc khăn bị đạp văng xuống đất lên, vừa muốn đắp lên, đã bị nam dạ tước vén đi chỗ khác. Anh làm gì đấy? Làm em đó. Dung Ân đem cả chiếc chăn che mặt người đàn ông, trong miệng không được một câu tốt đẹp nào hết. Khóe miệng nam dạ tước cong lên, trên mặt có nét thư giãn sau khi lười biếng. Anh thong thả ung dung đem chăn kéo ra, một gương mặt điên đảo chúng sinh gối lên trước ngực Dung Ân. Trong miệng anh toàn là những lời tốt đẹp, em còn muốn nghe không? Không chút nghĩ ngợi, cô liền bịt lấy miệng anh. Nam dạ tước đưa tay kéo lòng bàn tay của cô, ngón tay mảnh khảnh của Dung Ân rút lại. Nam dạ tước cắn nhẹ vài cái lên mu bàn tay cô. Ân Ân, em có thoải mái thật không? Người đàn ông ngẩng đầu lên, cánh môi cong cong, ánh mắt cô đối diện với cặp mắt đen láy kia, tự nhiên là không chịu trả lời. Nam dạ tước nhìn ra cô đang xấu hổ, vùi đầu ở ngực. Dung Ân khẽ hôn. Chuyện này thì có gì mà mắc cỡ, ân ái, đương nhiên là muốn anh sảng khoái, thì em cũng sảng khoái mà. Qua một hồi lâu mới nghe được giọng nói của Dung Ân truyền tới từ trong hư vô vậy. Dung Ân đã từng nói, những người phụ nữ khác đều gọi anh là tước, cô không thèm. Dung Ân không kêu cả tên lẫn họ của anh, cái cảm giác có thể kéo dài khoảng cách đó cũng đã biến mất. Nam dạ tước ngồi dậy kéo cô về hướng mình. Cô khẽ cất tiếng, dạ. Sao vậy? Rời khỏi anh một năm, anh đã sống như thế nào vậy? Dung Ân trước giờ chưa từng hỏi qua, chính là cô không cố ý hỏi. Cô biết, trong khoảng thời gian một năm đó, nam dạ tước khẳng định là sống không được tốt, rất không tốt. Người đàn ông cũng trở nên trầm mặc, rất lâu sau mới đưa cánh tay của mình ra trước mặt Dung Ân. Chỗ cổ tay có một vết sẹo, là một đường nghiêng nghiêng. Lúc trước chính là lúc anh để điện thoại xuống, đường đạn đi chật, nếu không anh đoán là mình đã thật sự nằm mãi dưới đáy sông lạnh lẽo kia. Dung Ân nhìn vết sẹo trước mặt,
ngoại trừ thấy chướng mắt thì nhiều hơn chính là sợ hãi. Một cảm xúc lan tỏa khó có thể nói rõ thành lời. Hai tay cô dùng sức ôm qua eo Nam Dạ Tước. Người đàn ông cầm tay phải của cô, đem tay cô đến cạnh tay trái mình, để cho cô sờ lên chiếc bông tai đó. Lúc đấy, lúc tay súng ngắm bắn tỉa anh ngắm thẳng, anh đã phát hiện ra nhờ cái này, nhưng anh vẫn không né tránh. Năm ngón tay Dung Ân thu lại, muốn rụt về, lại bị Nam Dạ Tước cầm lấy. Ân Ân, chuyện này không thể trách em. Những người đó trước đó đều đã được sắp xếp xong xuôi. Cái chết của Diêm Việt, anh đã tự ôm hết lên người mình. Thì nên nghĩ đến là sẽ có ngày này, sẽ có người phải trả thù. Anh tuy là trước đó đã có chuẩn bị, nhưng cuối cùng do chính mình mà lại chậm mất một bước. Không, không phải anh chậm. Nếu không phải do cuộc điện thoại đó của em, dạ, em lúc đó giống như phát điên rồi, chỉ muốn anh đền mạng. Dung Ân đưa cả mặt vùi trước ngực anh, vuốt ve vết sẹo đã kết vậy. Cho đến sau khi nghe được tiếng súng, cả người em như chết lặng đi. Thời gian rất lâu sau đó cũng không thể phản ứng lại được. Em tự hỏi mình, anh thật sự đã chết rồi sao? Nếu chết rồi, tại sao làm em phải khóc? Tại sao không cảm được thấy được chút gì gọi là vui vẻ? Ngược lại, trái tim em trống rỗng, giống như đánh mất một thứ gì đó, mãi mãi không tìm lại được. Dung Ân từ trước đến giờ không để cho mình nhớ lại chuyện lúc đó. Tận sâu trong cô đã cảm nhận được nỗi đau, nhưng lần lượt đều gượng ép chính mình. Cô không làm sai, anh chết rồi cô mới được giải thoát. Một năm sau đó, anh thật sự sống vô cùng khó chịu. Nam Dạ Tước khẽ thở dài, đem cằm tựa lên đỉnh đầu Dung Ân. Anh tự hỏi mình, có phải anh yêu em còn chưa đủ hay không? Bằng không, em tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Khi em nói cho anh biết em đã có con của anh lúc đấy thật sự rất hạnh phúc. Anh thậm chí thuyết phục chính mình có thể mặc kệ sự phản bội của em. Anh có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta tiếp tục sống thật tốt. Nhưng em lại nói bỏ đứa con rồi. Lúc anh tỉnh lại, cảm thấy cơ thể này của anh không còn là của anh nữa. Trong lòng anh thầm nghĩ, chờ sau khi anh về, anh nhất định phải một lần nữa tìm em. Lần này, cho dù anh có xuống địa ngục thì cũng phải kéo em xuống theo làm đệm lưng. Nhưng mà... Người đàn ông lắc đầu, giọng có chút tự giễu. Anh quên mất. Anh tuy là nói muốn em sống không bằng chết, nhưng lại quên tình yêu sâu đậm trong tim anh vẫn còn. Anh không xuống tay được. Kỳ thật, mỗi lần đến cuối cùng thì người bị giày vò lại là bản thân anh. Dung Ân qua thật lâu không nói gì. Nam Dạ Tước đẩy đẩy đầu cô. Cô lại bất động trước ngực anh không nhúc nhích. Anh dùng sức kéo cô ra. Lúc này mới phát hiện nước mắt cô đã đầy mặt. Khóe miệng người đàn ông giãn ra, đắp chăn lên vai cô. Thôi, không phải đã đều đã qua rồi sao? Nếu mà muốn khóc, chi bằng giữ lại chút sức lực bù đắp lại cho anh đi. Cô nức nở vài cái. Lúc ngẩng đầu lên, mắt mũi đều hồng hồng. Người nhà của anh cũng hận em đến chết, phải không? Nam Dạ Tước giơ bàn tay lên lau nước mắt của cô. Họ sẽ không biết chuyện này. Hơn nữa, cho dù biết rồi, cũng chỉ cho rằng là tự anh chuốc lấy xui xẻo thôi. Dung Ân không ngờ tới anh sẽ trả lời như vậy. Anh nói em nghe một chút, người nhà của anh có tốt không? Nam Dạ Tước tựa vào trán Dung Ân. Không lâu nữa em sẽ được gặp. Anh hình như không muốn nói nhiều. Lúc nhắc tới nhà cũng không cảm giác ấm áp như Dung Ân nghĩ. Em thì sao? Anh chỉ thấy mỗi bác gái. Ân Ân, trong nhà em không có ai khác nữa à? Mẹ chưa từng nói với em, nhưng em biết bọn em không phải là người ở thành phố Bạch Sa. Em từ nhỏ chưa từng gặp ba, nhưng mà có hình chụp lạ. Bà nói tên ông ấy là Dung Trác Nham, còn cho em xem qua giấy kết hôn của họ. Mẹ em nói Dung gia là một gia đình lớn, cho nên từ nhỏ bà đã dùng rất nhiều quy tắc để dạy em. Bà lao động cực nhọc, điều gì cũng muốn lo cho em được tốt nhất. Hơn nữa, từ trước tới giờ mẹ không chịu dọn nhà. Cho dù là lúc em theo Bùi Lang dọn ra ngoài trốn anh, bà cũng còn nhờ mấy bác gái thân thiết thường xuyên trông chừng nhà cửa. Em biết là bà đang chờ cha em.
nhiều năm như vậy em vẫn cứ không hiểu được, nếu Dung gia thật sự như lời mẹ nói là gia đình lớn, hơn nữa lại kết hôn rồi, vậy sao ba đi rồi mẹ còn ở thành phố Bạch Sa, hơn nữa đã hơn 20 năm, cứ cho là lúc đó thất lạc, nếu như ông muốn tìm dễ như trở bàn tay, bọn em vẫn luôn ở đó mà. Dung Trác Nham, miệng Nam Dạ Tước khẽ nhẩm lại, nhưng hình như cũng không quen. Ban đầu hàng xóm trong khu cũng đều không hiểu được, họ nói xấu sau lưng em ấy, em là con gái riêng, từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ để cho em chịu thiệt, bà cây ngay không sợ chết đứng đưa ra giấy kết hôn. Thế là từ đó về sau những bác gái đó đều rất quan tâm bọn em, hơn 20 năm qua giống như người một nhà, ai cũng biết mẹ em là người không dễ chịu nhất. Thôi yên tâm đi, chỉ cần ông ấy còn sống anh sẽ giúp em tìm được ông ấy. Nam Dạ Tước vuốt tóc cô, thích mặt đối diện sát mặt với cô. Dung Ân đưa tay ôm lấy cần cổ anh, nói rất nhiều lại cảm thấy mệt, nhắm mắt chưa được bao lâu đã ngủ mất. Tảng sáng, lúc tỉnh dậy, mặt trời rất ấm áp, đáp trên lông mi rậm rạp, có một tia vàng óng ánh rất nhỏ. Vị trí bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Dung Ân mặc áo ngủ, sau khi tìm một vòng trong phòng mới phát hiện người đàn ông đang ôm máy tính ngồi ở trên sân thượng. Cô rón ra rón rén đi tới, do đi chân không nên mỗi bước đi đều hiện một dấu chân mờ mờ trên sàn nhà. Không được bao lâu, chỉ vài phút là tan đi. Dung Ân đi đến sau lưng Nam Dạ Tước, ánh mắt của anh chuyên chú không phát hiện ra. Cô giang hai tay giống như là duỗi người vậy, từ phía sau lưng ôm chặt lấy cổ người đàn ông. Sao dậy sớm thế? Tiếng nói người đàn ông trầm trầm mang theo chút hơi ngủ. Mặt cô nhẹ nhàng cọ lên cổ anh. Ừ, đúng lúc có việc gấp, anh phải dậy xử lý một chút. Dung Ân không hỏi gì cả, lười nhác ngáp một cái. Để em đi chuẩn bị bữa sáng. Nam Dạ Tước gật đầu. Dung Ân đứng dậy hướng vào phòng ngủ. Người đàn ông chống cằm, ánh mắt liếc xéo bóng lưng cô thoải mái tự do, khóe miệng của anh cũng bất giác cong lên. Được cô yêu hẳn là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Ân Ân. Hứ. Nam Dạ Tước gặp máy tính lại. Mẹ anh vừa gọi điện thoại đến, nói đến Ngự Cảnh Uyển đón năm mới, đến lúc đó đón mẹ em tới cùng luôn nhé. Vừa đúng lúc anh muốn để cho mọi người gặp mặt. Hết chương 134. Chương 135. Người cha trong giấy hôn thú. Dung Ân dừng bước, đầu tóc có chút rối rắm xõa trên vai. Cô xoa mắt nhẹ. Nhanh vậy sao? Nam Dạ Tước gõ gõ ngón tay trên màn hình vi tính. Còn nhanh sao? Chúng ta ở cùng nhau cũng gần 2 năm rồi còn gì. Dung Ân suy nghĩ một hồi, gật đầu. Vậy em phải về nhà một chuyến trước đã. Trước đêm giao thừa, Nam Dạ Tước cùng Dung Ân cùng nhau về nhà. Lái chiếc xe Việt Dã màu đen, anh đã quen với tốc độ xe thể thao, nhưng phải vì đón người còn mang theo một đống đồ lớn nên cũng đành phải khó chịu một chút. Mấy bác gái hàng xóm sớm đã tụ tập lại trong nhà Dung Ân nghe ngóng, cứ phải đánh vài ván mặt trượt cùng Nam Dạ Tước mới bằng lòng buông người. Dung Ân cùng mẹ cười nói tiếp đãi họ, dù sao cũng phải đến tối mới qua bên đó. Xếp đặt lại bàn, bên trong phòng khách cực kỳ náo nhiệt. Những bác gái này vốn dĩ không có việc gì thì thích tụ tập với nhau. Dung Ân đặt đồ ăn vặt mới mua về trong mâm bánh, mời mấy bác. Còn mình thì xách cái ghế ngồi bên cạnh Nam Dạ Tước. So với lần trước về nhà, tình cảnh khác hoàn toàn. Trong phòng khách có điều hòa, Dung Ân đem ly trà pha sẵn đặt bên tay Nam Dạ Tước. Còn có chút đồ ăn vặt như mận khô, hạt dưa linh tinh cũng tùy ý vung ở trên bàn. Cô cũng không thích chơi mặt trược,
chỉ là có thể xem hiểu chút ít. Nam Dạ Tước thủ pháp thần thục, chỉ có điều không thắng được tiền. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa chiếu vào, ấm áp ôn hòa. Dung Ân ở bên cạnh vùi đầu gọt táo, lại đem nó cắt thành từng miếng, sau đó đựng trong chiếc đĩa nhỏ cắm tăm vào. Thật ra Nam Dạ Tước cũng chẳng thích ăn, nhưng cô đã đưa đến miệng, anh tự nhiên sẽ không từ chối. Ánh mắt mấy bác gái nhìn thấy hành động yêu thương của cặp vợ chồng son này, ai ai cũng đều vui mừng, ăn liền tới tấp cũng không chút khách khí. Dung Ân xem được ván cờ cũng bắt đầu chào thua, ngủ gà ngủ gật. Hai tay cô khoác lên cánh tay Nam Dạ Tước, đầu từng chút một nghiêng xuống gục trên vai anh. Xếp xong bài, lúc Nam Dạ Tước nghiêng đầu qua, Dung Ân đã ngủ, lông mi rũ xuống, để lại một bóng đen nhàn nhạt trên gương mặt trắng nõn. Những sợi tóc đen bóng theo bờ vai của anh mà rũ xuống, mỗi một nơi, mỗi một điểm đều khắc họa lên một cảnh tượng an bình. Anh không đánh thức cô, mà để Dung Ân tùy ý ngủ như vậy. Cô cũng thật là không khách sáo chút nào, gối lên cánh tay của người đàn ông ngủ cả nửa ngày. Biết mọi người giải tán, lúc này mới lim dim tỉnh lại trong cơn say ngủ. Ân Ân, xem con kìa, ngủ cũng không lên giường, để cho người ta khó chịu biết bao. Mẹ Dung nhìn con gái cười nói, đang thu dọn lại mặt trược cùng với Nam Dạ Tước. Một cánh tay của người đàn ông đã tê dần, cô dụi mắt, khóe mắt mang đầy sự vui vẻ. Mấy giờ rồi? Giờ chuẩn bị đi được rồi. Vừa dịp lúc mẹ Dung đi lấy đồ, hai tay Dung Ân đấm bóp vài cái trên bờ vai của Nam Dạ Tước. Cơn ngủ chưa tan, lại cúi xuống, gối lên, gò má, cười lười biếng, cọ cọ vài cái. Buồn ngủ quá, mà sao cứ ngủ hoài không đủ thế này? Tối hôm qua đâu có giày vò em bao nhiêu đâu, sao vẫn còn buồn ngủ đến thế à? Đi! Cánh tay cô buông xuống đến thắt lưng Nam Dạ Tước, nhéo nhẹ anh một cái. Phải đi rồi nhỉ, không sớm nữa đâu. Mẹ Dung mặc bộ quần áo con gái mới mua cho, đi đứng đã linh hoạt hơn, có đôi khi không cần dùng gậy cũng có thể đi được, chỉ là hơi chậm một chút xíu. Lúc ra cửa, mấy bác gái hàng xóm đều đồng thanh chào hỏi, cả dãy nhà rộn ràng vui mừng. Về đến Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân dìu mẹ xuống xe trước, Nam Dạ Tước đi đỗ lại xe. Ôi, ngôi nhà này lớn thật đấy. Mẹ Dung đưa mắt nhìn qua, gió rét hiu quạnh, có chút lạnh. Dung Ân dựng thẳng cổ áo lên cho bà. Cả đời này, mẹ chưa bao giờ được ở qua một căn nhà như thế này cả. Đấy, lúc trước, Dạ kêu mẹ dọn qua đây thì... Ân Ân, mẹ Dung vỗ lên mu bàn tay con gái. Thôi, chỉ cần con vui vẻ là được, mẹ ở nhà cũ cũng rất tốt. Dung Ân nghe nói vậy thì không nói tiếp nữa. Cô biết mẹ Dung đang chờ người, đợi không được, bà chắc chắn sẽ không rời đi. Đi vào phòng khách, căn phòng thứ của lầu 2 đã được dọn dẹp. Dạ Dạ nhìn thấy mẹ Dung liền phóng qua làm nũng, con nhóc rất biết nịnh nọt người khác. Người đi đến đâu, con nhóc liền theo đến đó, như một con sâu nhỏ bám sống, động và tự nhiên. Lúc ăn cơm, Nam Dạ Tước vốn định dẫn mẹ con cô ra ngoài ăn, nhưng Dung Ân cứ khăng khăng, vẫn là ăn ở nhà. Mẹ Dung tay nghề cũng rất tốt, cũng nói muốn tự mình xuống bếp. Cô ở bên cạnh phụ một tay. Người đàn ông và Dạ Dạ cùng xem TV trong phòng khách, chờ đến khi cơm chiều được dọn ra bàn, quả thật là sắc, hương, vị đều đủ cả. Bác gái, ngày mai mẹ con sẽ qua, đến lúc đó con muốn mọi người có thể gặp mặt nhau. Mẹ Dung tự nhiên là không còn lời nào để nói. Chỉ cần các con tự bàn bạc với nhau được là tốt, mẹ cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của Ân Ân sẽ không sai. Chuyện yêu đương rồi đến khi hai bên gia đình gặp mặt, ai cũng xem đó là chuyện nước chảy thành sông, ngay cả Nam Dạ Tước cũng không ngoại lệ. Sau bữa cơm chiều, Dung Ân ngồi trong phòng mẹ thật lâu sau mới về phòng.
Nam Dạ Tước tắm rửa xong, mặc áo ngủ, đứng bên lan can. Cô đi tới cất giọng nhẹ nhàng: "Nhìn cái gì vậy?" Giữa ngón tay người đàn ông kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đã thành một đoạn rất dài. Nam Dạ Tước gảy nhẹ: "Khi nhìn thấy mẹ em, anh luôn nghĩ đến rất nhiều điều." Dung Ân cười khẽ, đến đứng bên cạnh bờ vai của anh, đứng ở tư thế sóng vai nhau, đã từng là mong ước của Nam Dạ Tước. "Anh nghĩ gì?" Người đàn ông ôm cô vào lồng ngực của mình, hai tay vòng qua đặt trước bụng cô. "Anh nghĩ, tại sao mẹ anh không cho anh nhiều tình yêu thương như vậy? Bà thậm chí ngay một cái ôm dành cho anh cũng tiết kiệm. Mỗi ánh mắt của bác gái nhìn em đều thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác này anh trước giờ chưa từng cảm nhận được." Dung Ân chưa từng nghe Nam Dạ Tước nhắc tới chuyện trong nhà. Cô nhẹ gối đầu lên vai anh: "Em nghĩ mỗi một người mẹ đều yêu con mình nhất. Có lẽ cách yêu thương là không giống nhau thôi. Chúng ta thử hiểu đi là được rồi. Càng gần gũi nhất định sẽ càng cảm nhận được." Nam Dạ Tước không nói gì nữa. Dung Ân nói sự gần gũi đó anh làm không được, và Sở Mộ cũng sẽ không cần. Điều bà muốn là con trai của mình không ngừng phát triển mạnh mẽ. Dung Ân cảm giác được cánh tay đang ôm cô đang thu hẹp lại, lồng ngực người đàn ông hình như run rẩy, những tiếng thở dài không kiềm được ở bên tai trở nên rõ ràng. Dung Ân kéo hai tay anh ra mới phát hiện, chắc là anh đứng trên lan can rất lâu, cả người cứng lại, lạnh buốt. Cô dắt tay Nam Dạ Tước đi vào trong phòng. "Ngày mai mẹ anh đến đây rồi, vốn dĩ trong lòng em đã rất hồi hộp, anh thế này không phải là càng dọa em à?" Chiếc eo nhỏ nhắn bị người sau lưng chạy tới ôm lấy, giọng nói Nam Dạ Tước ẩn chứa ý cười: "Thế anh còn tưởng là em không sợ trời không sợ đất?" Dung Ân trước kia trừng mắt lạnh lùng đó đi đâu mất rồi? "Nhưng cái đó không giống." Nụ cười người đàn ông tỏa ra thâm thúy, thực sự là không giống. Quan tâm và không quan tâm, đây cũng chính là khác biệt rất lớn. Cô quan tâm nên mới có thể khẩn trương đối với tất cả những chuyện có liên quan đến anh. Nếu không phải quan tâm thì mây trôi nước chảy tự nhiên là sẽ nhìn rất hững hờ. Ngày hôm sau, Dung Ân dậy cực kỳ sớm, lăn qua lộn lại, trong lòng cũng có việc là thế nào cũng không ngủ được. Vừa hồi hộp lại vừa có chút ít lo sợ, lo nghĩ không yên. Nam Dạ Tước ôm eo không để cho cô động đậy lung tung, mặt cọ lên cổ cô: "Sao mà giống Dạ Dạ dữ vậy? Mắc chứng động đậy lung tung rồi à?" "Anh..." Dung Ân nhẹ xoay người đối mặt với Nam Dạ Tước: "Là em hồi hộp." Người đàn ông nâng mí mắt lên, cười tỏ ra cảnh cáo: "Đừng có hồi hộp, không ai dám ăn thịt em đâu. Nếu mà có thì cũng là anh ăn thôi." Dung Ân vung quả đấm vào ngực anh, không ngủ được nữa liền đứng dậy. Nghe dưới lầu truyền đến tiếng động, cô mặc quần áo đi xuống dưới, mới nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong bữa sáng phong phú. "Mẹ..." Mẹ Dung bưng cháo vừa mới nấu xong: "Ân Ân, dậy rồi hả con?" "Mẹ, ai bảo mẹ mới sáng sớm đã bận rộn thế này, không ngủ nhiều thêm một chút nữa." Dung Ân lấy sủi cảo mới chiên xong dầu, vẫn còn đang chảy ra trơn bóng, khiến khẩu vị của người ta cũng tăng cao. Trên bàn bày ra tận mấy món ăn, đều là những món mà cô và Nam Dạ Tước thích ăn. "Con cũng biết, mẹ quen dậy sớm rồi, căn nhà lớn như vậy, chỉ có căn bếp là thân thuộc với mẹ nhất thôi." Dạ Dạ cũng dậy theo từ sáng sớm, cái bụng tròn vo, hiển nhiên là đã ăn no. "Ân Ân này, hôm nay mẹ của Tước nó qua rồi, con ăn mặc như vậy là không được, nhanh đi thay đồ đi con." "Mẹ, sao mẹ còn khẩn trương hơn con nữa?" "Hớn cái con bé này." Mẹ Dung vừa muốn nói cô, Nam Dạ Tước từ trên lầu 2 xuống với bộ dạng lười biếng, nhìn thấy món ăn đầy bàn, cười nói: "Bác gái, bác như vậy làm con ngại quá." "Thôi thôi, đều là người trong nhà, có gì mà ngại." Mẹ Dung xoay người trở lại trong phòng bếp, lấy ra vài cái chén nhỏ. Nam Dạ Tước chưa bao giờ cảm nhận qua sự ấm áp như vậy. Anh đứng bên cạnh ôm Dung Ân: "Thấy chưa, bác nói là người trong nhà." "Ừ, thì anh đẹp mặt anh rồi còn gì nữa." Dung Ân kéo tay anh ra, nhận lấy chén trong tay mẹ, múc cháo vào.
Sau khi ăn điểm tâm, cô dẫn mẹ Dung dạo một vòng quanh ngự cảnh uyển. Sau khi lại bận rộn dọn dẹp một chút thì cũng đã chạng vạng tối. Nam Dạ Tước gọi điện thoại cho Sở Mộ, đối phương nói còn nửa tiếng nữa thì đến. Anh khoanh chân ngồi trong phòng khách, thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh của Dung Ân, liền cười gõ nhẹ chân cô. Thôi, đừng căng thẳng. Em không có căng thẳng. Dung Ân mạnh miệng. Mẹ Dung ngồi trên ghế salon bên cạnh, Dạ Dạ ở một bên đang chơi với quả cầu nhỏ, không khí thong thả mà hòa hợp. Bên ngoài ngự cảnh uyển, không bao lâu sau liền truyền đến tiếng tắt máy của xe hơi. Nam Dạ Tước cùng Dung Ân đứng dậy đi ra ngoài, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Sở Mộ, bên trên người khoác áo lông chồn thượng hạng, người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, búi tóc ở sau đầu càng toát ra khí chất ung dung. Có điều, ánh mắt bà rất lạnh, lúc ánh mắt chiếu về phía Dung Ân giống như một thanh kiếm sắc bén, khoét tận xương thịt. Mẹ! Dạ, bác gái, cháu chào bác. Dung Ân đi theo bên cạnh Nam Dạ Tước, khuôn mặt mỉm cười. Tước, bác gái nói anh một mình đón lễ mừng năm mới cô đơn quá, cho nên tụi em cũng theo tới luôn. Theo giọng điệu kiêu căng truyền đến, Dung Ái ở phía sau lưng Sở Mộ vừa dìu thêm một người nữa xuất hiện trước mặt hai người. Tay trái cô ôm lấy người phụ nữ tuổi tác cũng cỡ Sở Mộ, ăn mặc thời trang, vừa nhìn là biết gia thế cũng không phải tầm thường. Mẹ, chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Nam Dạ Tước xuống sắc, hiển nhiên là tâm trạng không thoải mái. Tại sao người nhà của bác Dung cũng qua đây? Thằng bé này nói chuyện không chút phép tắc gì cả. Sở Mộ liếc xéo một cái, tháo bao tay ren ra, bà cũng không thèm nhìn Dung Ân lấy một cái, liền đi thẳng vào trong. Dung Ái nhìn về gương mặt từ từ tái nhợt của Dung Ân, khóe miệng câu lên, lộ ra vài phần đắc ý, kéo lấy hai bên tay. Ba, mẹ, chúng ta vào trong thôi. Thành phố Bạch Sa, mọi người cũng là lần đầu tiên đến có phải không? Ánh mắt của Dung Ân theo đó rơi lên thân hình người đàn ông. Dáng vẻ ông cao lắm cũng khoảng 47-48 tuổi. Đầu tóc trải ngược rất chỉnh tề. Từ diện mạo của ông, không khó có thể nhìn ra ông lúc tuổi trẻ chắc là hết sức khôi ngô tuấn tú. Hai tay Dung Ân buông bên người, không sợ để lại vết nhăn, nắm chặt ống quần. Ánh mắt cô giằng co ở trên gương mặt người đàn ông không rời ra được. Gương mặt này cô đã từng nhìn thấy trên giấy chứng nhận kết hôn của mẹ. Dung Ân sẽ không bao giờ nhận lầm. Hết chương 135. Chương 136. Thì ra là con gái riêng. Dung Ái dìu người đàn ông đi vào phòng khách. Lúc đi vào sượt qua vai Dung Ân, cô có thể thấy rõ trên mặt ông lộ ra vẻ sủng ái. Người đàn ông cười cười thay giày trước cửa. Lúc tầm mắt lướt qua Dung Ân, không cẩn thận mà khựng lại. Trong con mắt thâm thúy của ông dường như từ từ sâu hơn, khóe miệng động đậy nhưng lại có chút cứng ngắc. Sắc mặt Nam Dạ Tước càng khó coi, tâm trạng tốt trước đó hoàn toàn bị phá hỏng. Dung Ân đứng đó cũng không động đậy. Anh cho rằng cô tức giận, tiến lên ôm trọn bả vai cô. Thôi, chúng ta vào đi. Người một nhà ở phía trước nắm tay nhau đi về phía phòng khách. Dung Ân đột nhiên nhớ tới mẹ cô còn ở đó. Nếu như người mà bà thật sự đợi hơn 20 năm đột nhiên xuất hiện với tình trạng như vậy. Dung Ân vùng tay khỏi Nam Dạ Tước, bước chân vội vàng xông vào. Cô mở miệng nhưng lại không biết ngăn cản như thế nào. Cô trông thấy mẹ Dung và Sở Mộ đang chào hỏi lẫn nhau, nhưng đối phương bày ra bộ mặt lạnh ngồi xuống. Nghe được tiếng bước chân bên này, mẹ Dung nghiêng đầu lại. Nam Dạ Tước không biết tại sao cô lại có phản ứng như thế. Khi đến bên cạnh Dung Ân, mẹ Dung cũng từ trên ghế salon mà đứng lên. Khi bà đứng dậy, chén trà trong tay cũng rơi xuống trên tấm thảm. Sự khinh thường trong mắt Sở Mộ càng lộ ra rõ ràng, hai tay vòng ở trước ngực, sắc mặt tối tăm đáng sợ. Mẹ! Dung Ân cuống quýt đi tới bên cạnh mẹ Dung,
Nam Dạ Tước muốn vươn tay ra nhưng lại không nắm được gì. Hai tay cô khẩn trương giữ chặt tay mẹ, mà tầm mắt mẹ rung rơi xuống cánh tay người đàn bà đó đang kéo khuỷu tay của người đàn ông. Ngay cả Dung Ân cũng có thể nhận ra, chứ đừng nói là bà. Hiển nhiên người đàn ông cũng chú ý tới, vẻ mặt kinh ngạc giật mình trong mắt nhanh chóng được bao phủ thay cho vẻ lạnh nhạt. Môi ông run rẩy, mắt mở to, chỉ là không mở miệng nói chuyện. Trác Nham, giọng nói của mẹ Dung run rẩy, trong lời nói tràn đầy sự khẳng định, không có một tia nghi hoặc và do dự. Ở bên cạnh, người đàn ông mặc âu phục màu đen, đôi mắt Lâm Thanh Nguyệt đã nheo lại. Bà phát giác được ở đây có gì đó không đúng. Năm ngón tay bà được sơn màu rượu đỏ, có tính chiếm hữu rất cao, đang ôm lấy cánh tay người đàn ông. Bà quen chồng của tôi. Dung Ân thu hồi tầm mắt, đang nhìn lên khuôn mặt kiêu căng cao quý của người đàn bà. Cô nhìn thấy rõ ràng vẻ kiên trì ban đầu dưới đáy mắt mẹ trong nháy mắt đã sụp đổ. Những giọt nước mắt tụ lại trong hốc mắt. Nếu không phải cô đang dìu bà, có lẽ mẹ Dung thật sự đã ngã xuống rồi. Trác Nham. Ánh mắt người đàn ông nhìn lên người hai mẹ con đang đứng cách đó không xa. Từ trong mắt ông, Dung Ân càng khẳng định bọn họ không nhận lầm người. Chỉ là người đàn ông này luôn luôn trầm mặc, không có ý thừa nhận. Trác Nham. Lâm Thanh Nguyệt nghe vậy không khỏi bật cười. Bà nhận lầm người rồi, chồng tôi không phải tên Trác Nham. Lần này mẹ Dung hoàn toàn giật mình, hai chân cứng ngắc cũng không chịu đựng thêm được nữa, thân thể té xuống ghế sofa. Mẹ. Dung Ân vội vàng đỡ bà ngồi dậy. Mẹ không sao chứ? Thanh Nguyệt, các bà ngồi đi, coi như đây là nhà của mình. Sở Mộ cuối cùng cũng mở miệng, lúc nghiêng đầu qua, băng lạnh trên khuôn mặt tản ra, cũng ra hiệu cho Dung Ái ngồi xuống bên cạnh mình. Tôi làm sao có thể nhận lầm? Mẹ Dung nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Dung Trác Nham, ông nói cho tôi biết, có phải thật sự tôi đã nhận lầm người? Bà này làm sao vậy? Đã nói ba tôi không phải tên Trác Nham, bà còn dây dưa như vậy. Nam Dạ Tước ý thức được không đúng, ngồi xuống bên cạnh Dung Ân. Làm sao vậy? Dung Ân kéo cánh tay mẹ Dung, ánh mắt nhìn theo hướng đối diện. Trong mắt cô ai cũng không nhìn thấy, chỉ là khóe miệng khẽ hất lên châm chọc nói. Em cũng không biết làm sao nữa. Mẹ, có lẽ chúng ta nhận nhầm thật sự rồi. Mẹ có nói, mẹ có lời hứa của ba, ông sẽ trở về tìm mẹ. Chúng ta cứ đợi tiếp đi, mẹ nhìn xem, người này giống sao? Hai chữ cuối cùng nhấn mạnh, cô nhìn thấy người đàn ông đối diện cúi thấp đầu xuống. Tại thời khắc này, hạnh phúc và hy vọng mà Dung Ân cùng mẹ đợi hai mươi mấy năm không hề xuất hiện. Có đôi khi không hy vọng còn tốt hơn, ít nhất nó sẽ không tan biến vào một ngày nào đó, không cần phải đau đớn, chịu đựng và thê thảm. Lâm Thanh Nguyệt cũng là người đàn bà mạnh mẽ trên thương trường, sức quan sát tất nhiên không phải loại bình thường. Lúc này, sắc mặt bà cũng đã thay đổi. Tử Nham, người đàn bà này rốt cuộc là ai? Còn nữa, ông từ đâu lại có thêm đứa con gái nữa? Tử Nham. Trong miệng mẹ Dung lặp lại nhiều lần hai chữ này. Chẳng lẽ ngay cả tên ông cũng lừa gạt tôi sao? Thần sắc người đàn ông dãy dụa, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Ai cũng không ngờ rằng lần gặp mặt này sẽ trở nên như vậy. Sở Mộ vốn là không có tình cảm tốt với Dung Ân, lần này càng khinh thường hơn. Không được giáo dục là như vậy đấy. Ở trong nhà của người khác mà tranh cãi ầm ĩ, còn bày ra trò cười nhận bố ở đây, cười chết người mất thôi. Mẹ. Giọng nói của Nam Dạ Tước cũng không phải lớn lắm, nhưng rất có sức uy hiếp. Mẹ nói là cùng bố đến đây, sao lại dẫn theo cả nhà bác Dung? Mẹ muốn dự tính làm gì? Cái thằng tiểu tử thối này. Sở Mộ nổi giận. Có phải gần mực thì đen không? Cự nhiên lại trở nên không có quy tắc như vậy. Chỗ này là chỗ con nói à? Thôi dì đừng nóng giận. Dung Ái ở bên cạnh cầm tay Sở Mộ. Hôm nay là đêm giao thừa, không phải cả nhà nên vui vẻ sao? Mẹ,
con muốn mẹ qua đây không phải là trưng cầu ý kiến của mẹ, con chỉ muốn mẹ gặp Dung Ân. Sau khi gặp, coi như con đã báo một tiếng với mẹ. Rồi sau khi ăn cơm tối xong, mọi người cứ về đi. Ý tứ trong lời nói của Nam Dạ Tước rất rõ ràng, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Dung Ân cũng không nghĩ tới anh sẽ nói ra những lời này, muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi. Tước, con Sở Mộ nổi giận đến méo cả mặt, nhưng mà nghĩ đến Nam Dạ Tước từ nhỏ đã không thân thiết với bà, bản tính nóng nảy bà cũng đã nhìn quen. Tước, con còn muốn chết trong tay người phụ nữ này thêm một lần nữa, phải không? Nam Dạ Tước đang nắm tay Dung Ân càng siết chặt hơn, chân mày anh trao lại. Mẹ nói có ý gì? Con còn muốn minh mẫn mà giả vờ hồ đồ với mẹ sao? Sắc mặt Sở Mộ lạnh lùng thấu xương. Lúc trước CD của con không phải là nó đem ra sao? Con có phải điên rồi hay không? Con muốn giữ nó lại bên cạnh mình à? Nếu đã như vậy, cũng đừng bày ra bộ dáng nửa sống nửa chết để cho mẹ xem. Sắc mặt Nam Dạ Tước âm trầm trong đáy mắt. Chuyện này chỉ có vài người biết, anh còn tưởng rằng đã bưng bít hết, Sở Mộ sẽ không biết. Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại. Chuyện của con không cần mẹ phải lo. Tước, đừng như vậy. Ở đây cô không được lên tiếng. Sở Mộ cắt ngang lời nói của Dung Ân. Mẹ chọn vợ cho con cũng chỉ có Dung Ái, cũng chỉ có nó mới có thể xứng đáng với con. Đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình, con biết lúc nào thì nó sẽ nổ tung không? Bác gái, Dung Ân trở về nắm lấy tay Nam Dạ Tước, ngẩng đầu lên. Chuyện đó thực xin lỗi, không liên quan tới cô ấy. Nam Dạ Tước ra hiệu cô không cần nói nữa. Đây vốn chính là một phần kế hoạch của con, chỉ là bản thân con không khống chế được tình huống. Con nghĩ rằng mẹ là đứa trẻ 3 tuổi sao? Con che chở cho nó cũng vô ích. Cái loại con gái này ấy, con đừng nghĩ là mẹ sẽ đồng ý cho nó bước vào cửa nhà mình. Thái độ Sở Mộ rất kiên quyết. Nam Dạ Tước cũng không muốn nói nhảm nhiều với bà. Nhìn qua mẹ Dung thì thấy sắc mặt càng tái nhợt. Anh nhỏ tiếng nói bên tai Dung Ân. Ân Ân, chúng ta đưa bác gái về trước đã. Được. Dung Ân không đành lòng giữ mẹ ở đây. Dạ dạ theo lời mà cắn cắn tay áo của mẹ Dung, cọ cọ vào lòng bà. Mẹ, chúng ta đi về trước. Mẹ Dung lúc đứng dậy, hai chân cũng đã cứng ngắc. Lâm Thanh Nguyệt cũng là người đàn bà mạnh mẽ, có chuyện như vậy, làm sao để nó bước qua ải dễ dàng? Khoan đã, nói rõ ràng thì mới đi. Bác gái, có một số chuyện, bác vẫn là hỏi bác Dung trai thì sẽ thích hợp hơn. Nam Dạ Tước nhìn về phía người đàn ông đang cúi đầu, hai tay ông giao nhau ở trên đầu gối. Dưới sự truy vấn không ngừng của Lâm Thanh Nguyệt, lúc này mới ngẩng đầu lên. Lan, là tôi có lỗi với bà. Tiếng gọi này đã rất lâu không gọi, giờ đột nhiên khẽ cất lên, cắt đứt tất cả ràng buộc của mẹ Dung. Người đàn ông này bà không nhận lầm. Đáy mắt bà bắt đầu cơ hồ. Bà tình nguyện là không phải. Nếu như vậy, bà còn có thể có sức lực mà hy vọng tiếp tục chờ đợi. Ông kết hôn rồi, vậy tôi cùng Ân Ân thì được tính là gì? Cái gì? Dung Tử Nhan, ông có ý gì? Nói rõ cho tôi biết. Bà, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôi và Dung Lan đã quen biết nhau trước khi kết hôn với bà. Bà ấy nói không sai, Ân Ân, nó là con gái của chúng tôi. Mẹ Dung lại lần nữa té ngồi xuống ghế sofa. Kết hôn? Trác Nhan, chúng ta đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Ông khuỷu tay Lâm Thanh Nguyệt đấm mạnh vào vai người đàn ông. Ông nói mau, tôi được Dung gia nhà ông cưới hỏi đàng hoàng, mời vào cửa. Người đàn bà này nói vậy là có ý gì? Hai người đã lấy giấy hôn thú. Thật sự là buồn cười, bà ngay cả tên thật của ông ấy còn chưa rõ, làm sao mà kết hôn? Trên giấy hôn thú điền tên gì? Trác Nham. Mẹ Dung cố chấp gọi tên người đàn ông. Nam Dạ Tước đã mơ hồ cảm giác được sự thực tiếp theo đối với mẹ con Dung Ân mà nói sẽ tàn nhẫn biết bao, bởi vì
Nam gia cùng Dung gia có giao tình nhiều năm như vậy, hơn nữa ở thành phố kia ai cũng biết có một Dung Tử Nham, nhưng chưa bao giờ nghe qua một Dung Trác Nham. Người đàn ông không chịu mở miệng, Lâm Thanh Nguyệt là người thiếu kiên nhẫn đầu tiên. Chẳng lẽ bà không biết giấy hôn thú cũng có thể làm giả sao? Nếu như thật sự hai người kết hôn, tại sao đến bây giờ Dung gia lại không biết đến sự tồn tại của bà? Không, không thể nào. Dung Ân che trước mặt mẹ Dung. Cô so với ai khác đều rõ ràng, mẹ đợi nhiều năm như vậy, điều duy nhất có thể chống đỡ cho bà là tờ giấy hôn thú đó. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có được thân phận. Cho dù là vị trí của bà bị bỏ trống, nhưng đối với hai mẹ con mà nói, chờ đợi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lan, thật lâu sau người đàn ông không nói gì mới chen vào. Xin lỗi, trong nhà tôi thật sự không biết chuyện giữa chúng ta. Lúc trước thật sự tôi muốn kết hôn với bà, cho nên mới... Dung Tử Nham không nói thêm gì nữa. Dung Ân chỉ cảm thấy đầu giống như bị nổ tung, có tiếng ong ong. Mẹ Dung đã sớm dựa vào ghế sofa, một câu cũng không nói lên lời. Sở Mộ cười như không cười mà xem kịch vui, nghe xong người đàn ông nói mới dương môi lên. Tôi tưởng xuất thân như thế nào, thì ra là con gái riêng. Hết chương 136. Chương 137. Ai cũng đừng mơ chia lìa chúng ta. Lời này vừa nói ra, mẹ Dung vừa muốn đứng dậy đã rầm một tiếng té xuống đất. Mẹ! Dung Ân rất lo lắng, vội vàng kéo tay mẹ. Bà cũng không suy sụp như Dung Ân dự đoán, sau khi sắc mặt xuất hiện một mảng trắng bệch, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Đáy mắt nghiêm nghị giống như một vũng nước tĩnh lặng, không có bất kỳ gợn sóng nào. Ân Ân, đừng khóc, con là con gái của mẹ, con không phải là con gái riêng. Còn nói không phải là con gái riêng. Dung Ái đang kéo cánh tay của Sở Mộ một bên chân mày liền dựng lên. Bố tôi chỉ có một người con gái, gọi là Dung Ái, nghe rõ chưa? Vợ của bố tôi cũng chỉ có mình mẹ tôi. Nếu không tin, bà có thể cầm lấy giấy hôn thú đi mà chứng thực. Khóe miệng mẹ Dung khép lại. Mặc dù Lâm Thanh Nguyệt là bên chiếm lợi thế, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Ai có thể tiếp nhận được một thực tế đột ngột xông đến như vậy? Dung Tử Nham, không nghĩ tới ông giấu tôi hơn 20 mấy năm, sao nào, ông vẫn có đứa con gái này sao? Trong hốc mắt Dung Ân có giọt nước mắt trong suốt tràn ra. Cô cố nén, không muốn mẹ ở lại đây chịu tổn thương hơn nữa. Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự áy náy. Lan, chuyện năm đó là tôi đã nợ bà. Đã nhiều năm như vậy, bà mang theo Ân Ân cũng không dễ dàng. Sau này tôi sẽ chăm sóc. Dung Tử Nham, sắc mặt Lâm Thanh Nguyệt thay đổi nhanh chóng. Cứ tự nhiên ông có thể nói ra những lời này sao? Thanh Nguyệt, người đàn ông biết rõ tính vợ mình, ông nhích bả vai kéo mặt xuống. Nói như thế nào, Dung Ân nó cũng là con gái của tôi, là thế hệ sau của Dung gia. Cho dù là bố mẹ tôi biết rồi cũng sẽ đồng ý cho nó bước vào cửa. Khóe môi của mẹ Dung kích động, nhìn không ra là đang khóc hay đang cười. Ông ta mới mở miệng là muốn nhận đứa con gái này. Ông ta muốn cho Dung Ân một thân phận, nhưng không thể cho được tình cảm mà bà cố gắng đợi mấy chục năm. Nếu như ông dám đưa đứa con gái riêng này về, tôi và ông coi như chấm dứt. Thôi được rồi, Sở Mộ nhíu chân mày. Hôm nay tới đây không phải để tranh luận những chuyện này, vì đứa con gái riêng này mà gây gổ tới đỏ mặt mang tai, cũng không sợ người khác nghe xong rồi chê cười à? Dung Ân nắm chặt tay mẹ Dung, sắc mặt Nam Dạ Tước đã kết băng. Mẹ, mọi người nói đủ chưa? Cho dù tờ giấy hôn thú kia là giả, Dung Ân và mẹ cô ấy cũng cần phải có được danh phận này. Ai là con gái riêng vẫn chưa biết được. Tước, lời này của anh là có ý gì? Dung Ái nhăn khuôn mặt lại, rõ ràng là không vui. Mẹ Dung chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung,
dãy giụa muốn đứng dậy. Ân Ân, chúng ta về nhà thôi. Dung Ân dìu bà đứng dậy, lúc đi ngang qua máy pha trà, dừng bước chân. Con không có bố, trước đây không có, sau này cũng không có. Về sau, mẹ con chúng ta phải sống thật tốt. Tờ giấy hôn thú trong nhà, mẹ giữ 20 mấy năm rồi, về nhà thì đốt đi. Sau này mẹ muốn đi đâu thì đi đó, không cần phải canh chừng nhà đó nữa. Người mà chúng ta đợi sẽ không về đâu. Mẹ Dung vẫn buông tầm mắt xuống, bà không có sức để nâng mi mắt lên, lại thoáng nhìn qua người đàn ông đối diện. Trên mặt của Dung Tử Nham đã thả lỏng hơn. Ân Ân, con cho ba một chút thời gian, ba sẽ không để cho con bị thiệt thòi. Dung Ân chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là chuyện trước đây ông đã phải làm, sao bây giờ ông mới làm? Bây giờ là tôi không muốn nhận ông, tôi không cảm thấy thiệt thòi. Người mà thật sự thiệt thòi chính là mẹ tôi. Ông có thể trả hết những gì ông đã nợ bà không? Dung Tử Nham, ông nghe đi, người ta căn bản là không muốn nhận ông. Sự áy náy trong mắt người đàn ông càng nhiều hơn. Lúc trước ông có nghĩ tới trở về tìm hai mẹ con họ, chỉ là trong nhà muốn ông kết hôn với thiên kim của Lâm gia, ông vốn không đồng ý. Nhưng trưởng bối cứ tạo áp lực, sau khi kết hôn có lẽ lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Dung Tử Nham không nói được tình cảm đối với Lâm Thanh Nguyệt là tình yêu hay thứ gì khác, chỉ biết nhiều năm trôi qua cũng đã trở thành một thói quen, hoặc có lẽ cũng không muốn lại có sự thay đổi. Trước mắt địa vị xã hội đã có, ông biết rõ nếu như lúc này nhận cô, ông sẽ phải đối mặt với sóng gió. Ông cũng có con của người khác, có người vợ có thể trợ giúp ông trong sự nghiệp. Từ từ sau 20 năm đã sớm quên đi sự nhớ nhung và áy náy của ông lúc ban đầu. Theo như tình hình hiện nay, ông rất mãn nguyện với cuộc sống bây giờ. Nam Dạ Tước cũng đứng dậy, theo sau dìu một bên mẹ Dung. Bác gái, con đưa bác về trước. Tước, con muốn đi đâu? Sở Mộ mở miệng kịp thời. Con đưa họ về trước. Ờ, vậy cũng tốt. Những chuyện phải nói sau đây, chỉ sợ có người ngoài, không tiện. Sở Mộ bưng chén trà trên bàn. Dù sao, liên quan đến chuyện đại sự nửa đời sau của con. Dung Ân thoáng dừng lại bước chân. Nam Dạ Tước cũng nhíu mày, chỉ là không truy cứu vào lúc này. Dạ Dạ đang chơi đùa bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, tựa hồ phát giác ra có gì đó không đúng. Nó nhấc chân muốn bò theo, lại bị Dung Ái bắt lấy hai chân, đem nó kéo qua. Ái chà, con chó nhỏ này thật đáng yêu. Sở Mộ nhướng lông mày, tựa hồ đối với nó cũng không có tình cảm. Bà chuyển qua bên cạnh, kéo khoảng cách xa xa với Dung Ái. Nếu thích thì ôm về đi. Gì, thật không? Dung Ái đã thích thứ gì là sẽ không buông tay. Mới vừa đem con chó nhỏ ôm vào lòng thì bị móng vuốt của con nhóc bấu lại. Cô vội vàng tránh ra, nhưng vẫn bị Dạ Dạ kéo lấy một lọn tóc, ra sức mà giật. Buông ra! Dung Ái đau đến nỗi cúi người xuống, một lọn tóc đã bị nó kéo xuống. Dạ Dạ từ trên đầu gối phóng xuống ghế sofa, hướng về mấy người đó mà nghiến răng. Nam Dạ Tước đi đến sofa ôm lấy Dạ Dạ. Anh đã sớm nói với em, đừng bao giờ nhòm ngó đồ của người khác. Dung Ái rầu mồm, ủy khuất, bàn tay đè lên tóc, nước mắt đã rơi xuống. Dạ Dạ vểnh cái mông nhỏ lên đi theo sau lưng họ. Nam Dạ Tước và Dung Ân dìu mẹ Dung ra ngoài. Cho đến khi lên xe, đôi môi mỏng Nam Dạ Tước mím chặt lại. Nhìn qua kính chiếu hậu, có thể thấy Dung Ân đang ôm chặt lấy thân thể của mẹ ngồi ở ghế sau, vẻ mặt quật cường không che giấu được nỗi tuyệt vọng đến đau thương. Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Không, mẹ không sao. Mẹ Dung vẫn nhắm chặt hai mắt, thân thể tựa vào vai Dung Ân. Nam Dạ Tước thu hồi tầm mắt, trong đôi mắt trở nên ảm đạm. Khi đưa hai người về nhà, cũng may là hàng xóm đều ở nhà vô cùng náo nhiệt mà chào đón năm mới, không đụng phải người quen. Dung Ân dìu mẹ về phòng, giúp bà nằm lên giường. Lúc đi ra ngoài, Nam Dạ Tước gọi cho nhà hàng đem đến một bàn đầy thức ăn. Mặc dù biết bọn họ không muốn ăn, nhưng mệt mỏi cả nửa ngày vẫn chưa có gì vào bụng.
Ân Ân, anh về trước, em ở nhà chăm sóc mẹ. Đã đến nước này cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nam Dạ Tước thấy cô đóng cửa lại, hai tay vẫn giữ lấy vai Dung Ân, khẽ hôn lên trán cô rồi mới lái xe rời đi. Dung Ân trở lại phòng, chỉ thấy mẹ Dung mở to hai mắt, hai tay cầm lấy tờ giấy màu đỏ. Cô đến gần nhìn mới biết được đó là tờ hôn thú. Mẹ, mẹ còn lấy lon ra làm gì? Tấm hình trên đó bởi vì được bảo quản kỹ cho nên không chút hư tổn, trai tài gái sắc. Lúc còn trẻ, mẹ Dung và Dung Ân hai đầu lông mày rất giống nhau. Ở phần thông tin của người đàn ông điền tên là Dung Trác Nham. Ân Ân, con có trách mẹ không? Mẹ, con làm sao phải trách mẹ? Mẹ đừng nghĩ nữa, mẹ cũng đã nhìn thấy rồi. Ông ta thiếu chút nữa ngay cả can đảm để thừa nhận cũng không có. Cho nên không cần phải vì loại người này mà lãng phí nước mắt của chúng ta. Dung Ân giúp mẹ lau khóe mắt, đáy mắt mình đã sớm ướt át. Ân Ân, giấy chứng nhận kết hôn này có phải thật sự là giả không? Mẹ Dung xem xét kỹ lưỡng, cái bà để ý nhất vẫn là cái này, không phải là một hai lời an ủi là có thể buông xuống được. Mẹ, Dung Ân không biết còn có thể nói những gì. Đêm nay con ngủ với mẹ, tờ giấy này là thật hay không, mẹ cũng đừng quan tâm nữa. Trong phòng rất lạnh, tựa hồ lạnh hơn bất kỳ cái Tết nào. Dung Ân mở máy sưởi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Lúc Nam Dạ Tước trở lại Ngự Cảnh Uyển, mọi người vẫn ở nhà, không khí không cứng ngắc như lúc họ mới rời đi, nhưng cũng không hòa hoãn được bao nhiêu. Dung Ái tựa bên cạnh Sở Mộ, nhìn thấy anh trở về, con mắt nháy nháy. Tước! Dung Tử Nham vẫn ngồi như cũ trên ghế, đầu cúi xuống, tựa hồ đang nghĩ điều gì. Nam Dạ Tước ngồi trên sofa, từ trong túi móc ra điếu thuốc, rít một hơi. Mẹ, nói đi, hôm nay mẹ đến rốt cuộc là vì cái gì? Được rồi, mẹ cũng không quanh co lòng vòng với con. Con cũng biết mẹ luôn thích Dung Ái. Bây giờ Nam gia chúng ta càng ngày làm ăn càng lớn, con cũng 28 rồi. Theo như ý của mẹ, các con mau đính hôn, nhanh chóng kết hôn, cũng để cho Dung Ái đứng sau quản lý những vụ làm ăn. Cô ta... Ngón tay thon dài của Nam Dạ Tước chỉ về phía Dung Ái. Mẹ, cô ấy bao nhiêu tuổi, muốn thay con quản lý chuyện làm ăn? Tước, anh cho rằng em không được sao? Dung Ái đem tóc dài xả trước ngực vén ra sau tai. Chỉ cần anh nguyện ý, em sẽ giúp anh quản lý ngay ngắn, trật tự. Thế nếu như anh không muốn thì sao? Nam Dạ Tước dùng sức hít một ngụm khói. Bác gái Lâm, bác yên tâm đeo con gái giao vào tay con sao? Hôm nay bác cũng thấy đấy, nói không chừng sau khi bọn con kết hôn, con còn có thể nuôi một đám phụ nữ bên ngoài. Như vậy bác cũng đồng ý à? Tước! Sở Mộ mở miệng chặn lời anh. Thật là không ra gì, Dung Ân đó, con cũng đừng nghĩ là có thể bước chân vào Nam gia. Mẹ là người đầu tiên không đồng ý. Mẹ, con không cần mẹ đồng ý. Nam Dạ Tước ngẩng đầu, con ngươi sắc bén xuyên qua sương mù. Anh nghiêng người, đem thuốc lá dập tắt. Mẹ thích cũng được, không thích cũng được, đây là chuyện của chúng con. Nếu mẹ nguyện ý, về sau không chừng còn có thể gọi một tiếng mẹ. Nếu mẹ không nguyện ý thì kêu một tiếng bác gái cũng không sao. Con đã quyết tâm rồi sao? Vâng, đúng vậy. Được, cho dù nó suýt lấy mạng con cũng không quan tâm, phải không? Còn nữa, chất nghiện trên người con làm sao mà bị? Hôm nay con phải nói rõ với mẹ. Gương mặt lạnh lùng của Sở Mộ ít khi tức giận như vậy. Con còn muốn hỏi mẹ đây, từ đâu mẹ biết được chuyện này? Nam Dạ Tước nheo hai mắt, dưới đáy mắt u ám, thâm thúy mà quỷ quyệt. Con đừng hỏi mẹ làm sao biết chuyện này, đây là sự thật không tránh được, chỉ dựa vào điểm này, mẹ cũng sẽ không cho các người ở bên nhau. Con nói, mẹ đừng quản chuyện của con, thời gian không còn sớm, thôi mọi người về đi. Dì đừng nóng giận. Hai tay Sở Mộ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ái. Tính tình Nam Dạ Tước rất giống bà, cho nên bà không mở miệng nói gì nữa. Chỉ là bà đã hạ quyết tâm, từ trước tới nay vẫn không hề thay đổi. Bản thân Nam Dạ Tước không chịu buông tay, cũng đừng trách bà dùng một thủ đoạn khác ép anh đến không thể không buông tay.
Hết chương 137. Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.